rắn mũi hếch, chúa tể lươn lẹo, đã già chết rồi lại còn phát ra mùi hôi thối như xác đang bị phân hủy. Khi nhắc đến rắn, người ta sẽ liên tưởng ngay đến một loài động vật nguy hiểm với những nhát cắn chết người. Tuy nhiên với loài rắn mũi hếch, hay có tên gọi chính thức là rắn Hognose Bắc Mỹ thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Chúng là một loài rắn khá hiền lành, không có nọc độc và hoàn toàn vô hại với con người. Do đó, để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ thù nguy hiểm trong tự nhiên, chúng đã chọn phương pháp giả chết, đồng thời phát ra những mùi hôi thối để đánh lừa đối phương. Hầu hết các đối thủ của rắn Hognose đều không mấy nghi ngờ trước cái chết hết sức thuyết phục của nó, đa số đều bỏ đi vì nghĩ rằng con rắn thực sự đã chết. Có rất ít loài đủ sự tinh tường và xảo quyệt để biết âm mưu của con rắn. Nhưng nếu chúng đã biết mánh khóe giả chết của rắn Hognose, nó có thể sẽ bị chết trong tuyệt vọng. Khi gặp nguy hiểm, loài rắn này sẽ giả vờ chết bằng cách mở miệng, lăn và quằn quại một lúc trước khi nằm ngửa để báo hiệu rằng nó đã chết. Thậm chí nó có thể ngừng thở, tỏa mùi kinh khủng để tăng tính thuyết phục cho cái chết. Tất nhiên sau khi kẻ thù đi khuất, nó sẽ lại bò thật nhanh để chạy thoát. Bạn còn biết loài vật nào lươn lẹo như rắn mũi hếch nữa không? Bình luận cho AD biết với nhé. Đừng quên follow kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé.